Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 4. Đoạn thiên sứ nói cùng ta trở lại, đánh thức ta như một người đang ngủ bị người ta đánh thức. Người nói cùng ta rằng, ngươi thấy gì? Ta đáp rằng, tôi nhìn xem, kìa một cái chân đèn bằng vàng cả, và một cái chậu trên chót nó. Nó có 7 ngọn đèn, có 7 cái ống cho mỗi ngọn đèn ở trên chót nó. Ở kề bên lại có 2 cây olive, một cây ở bên hữu cái chậu và một cây ở bên tả. Bây giờ ta cất tiếng nói cùng thiên sứ đang nói với ta như vậy. Hỡi Chúa tôi, những điều này là gì? Thiên sứ nói cùng ta đáp rằng, ngươi không biết những điều này là gì sao? Ta nói, thưa Chúa tôi không biết. Ngươi đáp lại rằng, đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Sơ-rô-ba-bên rằng, ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Hỡi núi lớn, ngươi là ai? Ở trước mặt Sơ-rô-ba-bên, ngươi sẽ trở nên đồng bằng. Nó sẽ đem đá chót ra, sẽ có tiếng kêu rằng, xin ban ơn cho nó. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, tay Sơ-rô-ba-bên đã lập nền nhà này, thì tay nó cũng sẽ làm xong. Và ngươi sẽ biết rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai ta đến cùng các ngươi. Vì ai là kẻ khinh dễ Ngài của những điều nhỏ mọn? 7 con mắt Đức Giê-hô-va trải đi qua lại khắp đất, sẽ vui mà xem thấy dây chuẩn mực ở trong tay Sơ-rô-ba-bên. Ta bèn đáp lại cùng người rằng, 2 nhánh olive ở bên hữu và bên tả chân đèn là gì? Ta lại cất tiếng nói cùng người lần thứ hai mà rằng, 2 nhánh olive ở kề bên 2 ống vòi vàng có dầu vàng chảy ra là gì? Người đáp rằng, ngươi không biết những điều đó là gì sao? Ta nói, thưa Chúa tôi không biết. Người bèn nói rằng, ấy là 2 người chịu sức dầu, đứng bên Chúa của cả đất. Chương 5. Đoạn ta lại ngước mắt nhìn xem, này có một cuốn sách bay. Người nói cùng ta rằng, ngươi thấy gì? Ta trả lời rằng, tôi thấy một cuốn sách bay, bề dài nó 20 cu đê, bề ngang 10 cu đê. Người bảo ta rằng, ấy là sự rủa xả tràn ra trên khắp mặt đất. Hễ ai trộm cắp sẽ bị dứt đi theo chữ trên mặt này của cuốn sách. Hễ ai thề sẽ bị dứt đi theo chữ trên mặt kia của cuốn sách này. Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng, ta sẽ khiến cuốn sách này đi ra, nó sẽ vào trong nhà kẻ trộm và trong nhà kẻ chỉ danh ta mà thề dối, thì nó sẽ ở giữa nhà kẻ ấy và thiêu nhà đi cả gỗ lẫn đá. Thiên sứ nói cùng ta bèn đi ra và bảo ta rằng, bây giờ hãy ngước mắt lên xem vật đi ra là gì. Ta nói rằng, ấy là gì? Người đáp rằng, ấy là một cái epha đang ra. Người lại nói, ấy là hình dáng chúng nó trong cả đất. Đoạn ta thấy một khối chì tròn được cất lên và một người đàn bà ngồi giữa epha. Người nói rằng, ấy đó là sự hung ác. Rồi người quăng người đàn bà xuống vào giữa epha và chẩn khối chì trên miệng epha. Bây giờ ta ngước mắt nhìn xem, này có 2 người đàn bà ra, gió thổi trong những cánh chúng nó, vả chúng nó có cánh như cánh con cò, và chúng nó cất epha lên giữa khoảng trời và đất. Ta hỏi thiên sứ đang nói cùng ta rằng, chúng nó đem epha đi đâu? Người đáp cùng ta rằng, ấy là để xây nhà cho nó trong đất Sinea. Khi đã sửa soạn rồi thì đặt nó vào chỗ nó. Chương 6. Ta lại ngước mắt lên và nhìn xem, này có 4 cỗ xe ra từ giữa 2 hòn núi, và những núi ấy là núi bằng đồng. Nơi cỗ xe thứ nhất có những ngựa hồng, cỗ xe thứ nhì ngựa ô, cỗ xe thứ ba ngựa trắng, cỗ xe thứ tư ngựa xám vá. Đoạn ta cất tiếng hỏi thiên sứ nói cùng ta mà rằng, thưa Chúa, những vật ấy là gì? Thiên sứ đáp cùng ta rằng,
ấy là bốn gió trên trời, ra từ nơi mà chúng nó đứng trước mặt Chúa của khắp đất. Những ngựa ô gác xe kia kéo ra đến xứ phương Bắc, và những ngựa trắng ra theo nó, còn những ngựa vá kéo ra đến xứ phương Nam. Kế sau, những ngựa mạnh kéo ra và đòi trải đi qua lại khắp đất. Thiên sứ nói cùng chúng nó rằng, đi đi và hãy chạy khắp đất. Vậy chúng nó trải đi qua lại khắp đất. Đoạn người gọi ta và nói với ta rằng, này, những ngựa ra đến phương Bắc đã làm cho thần ta yên lặng ở phương Bắc rồi. Có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, ngươi khá lấy những kẻ khỏi phu tù trở về từ Hiên Đai, từ Tô-bi-a, từ Giê-đa-gia. Nội ngày đó, ngươi khá đến và vào nhà Yô-si-a, con trai Sô-phô-ni, là chỗ chúng nó từ Babylon đã đến. Hãy nhận lấy bạc và vàng, làm mão triều thiên đội trên đầu thầy tế lễ cả Giê-hô-sua, con trai Giô-sa-đát. Ngươi khá nói cùng người rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vậy. Này, có một người tên là Chồi Móng sẽ nứt ra từ chỗ người, và người ấy sẽ xây đền thờ Đức Giê-hô-va. Chính người sẽ xây đền thờ Đức Giê-hô-va, và chính người sẽ được sự oai nghiêm, ngồi cai trị trên ngôi mình, làm thầy tế lễ ở trên ngôi mình, và sẽ có mưu hòa bình ở giữa cả hai. Nhưng mão triều thiên sẽ thuộc về Hê-lem, Tô-bi-a, Giê-đa-gia và Hên, con trai của Sô-phô-ni, để làm sự ghi nhớ trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Những kẻ ở xa sẽ đến xây đền thờ Đức Giê-hô-va, và các ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân sai ta đến cùng các ngươi. Nếu các ngươi siêng năng vâng theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, thì sự đó sẽ xảy đến. Chương 4. Khi Chúa đã hay rằng người Pha-ri-si có nghe đồn Ngài gọi và làm phép báp têm được nhiều môn đồ hơn dân. Kỳ thật không phải chính Đức Chúa Giê-xu làm phép báp têm nhưng là môn đồ Ngài. Thì Ngài lìa xứ Giu-đê trở về xứ Ga-li-lê. Và Ngài phải đi ngang qua xứ Sa-ma-ri. Vậy Ngài đến một thành thuộc về xứ Sa-ma-ri gọi là Si-kha, gần đồng ruộng mà Gia-cốp cho Giô-sép là con mình. Tại đó có cái giếng Gia-cốp. Nhân đi đàn mỏi mệt, Đức Chúa Giê-xu ngồi gần bên giếng. Bấy giờ độ chừng giờ thứ sáu, một người đàn bà Sa-ma-ri đến múc nước. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy cho ta uống, vì môn đồ Ngài đã đi ra phố đặng mua đồ ăn. Người đàn bà Sa-ma-ri thưa rằng, ủa kìa, ông là người Giu-đa mà lại xin uống nước cùng tôi là một người đàn bà Sa-ma-ri sao? Số là dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Sa-ma-ri. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người nói hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống và người sẽ cho ngươi nước sống. Người đàn bà thưa, hỡi Chúa, Chúa không có gì mà múc và giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước sống ấy? Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp để giếng này lại cho chúng tôi, chính người uống giếng này cả đến con cháu cùng các bầy vật người nữa. Vậy Chúa há lớn hơn Gia-cốp sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Người đàn bà thưa, lại Chúa, xin cho tôi nước ấy để cho tôi không khát và không đến đây múc nước nữa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy đi gọi chồng ngươi rồi trở lại đây. Người đàn bà thưa rằng, tôi không có chồng. Đức Chúa Giê-xu lại phán, ngươi nói rằng tôi không có chồng là phải lắm, vì ngươi đã có 5 đời chồng, còn người mà ngươi hiện có chẳng phải là chồng ngươi. Điều đó ngươi đã nói thật vậy. Người đàn bà thưa rằng, lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên hòn núi này, còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lại là tại thành Giê-ru-sa-lem. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hỡi người đàn bà, hãy tin ta. Giờ đến, khi các ngươi thờ lại cha, chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem. Các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lại sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật
lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha. Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Người đàn bà thưa, tôi biết rằng Đấng Messi, nghĩa là Đấng Christ phải đến. Khi Ngài đã đến, sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. Đức Chúa Giêsu phán rằng, ta, người đang nói với người đây, chính là Đấng đó. Khi đó môn đồ tới đều sững sờ về Ngài nói với một người đàn bà. Nhưng chẳng ai hỏi rằng Thầy hỏi người ấy điều chi hay là sao Thầy nói với người. Người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào thành, nói với người tại đó rằng, hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm, ấy chẳng phải là Đấng Christ sao? Chúng bèn từ trong thành ra và đến cùng Đức Chúa Giêsu. Xong le môn đồ nài nỉ một bên Ngài mà rằng, thưa Thầy, xin hãy ăn. Ngài đáp rằng, ta có một thứ lương thực để nuôi mình mà các ngươi không biết. Vậy môn đồ nói với nhau rằng, có ai đã đem chi cho Thầy ăn chăng? Đức Chúa Giêsu phán rằng, đồ ăn của ta, tức là làm theo ý muốn của Đấng sai ta đến và làm trọn công việc Ngài. Các ngươi há chẳng nói rằng còn 4 tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi, hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt. Con gặt đã lãnh tiền công mình và thâu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời. Hầu cho người gieo giống và con gặt được cùng nhau vui vẻ. Vì đây người ta có thể nói rằng, người này thì gieo, người kia thì gặt là rất phải. Ta đã sai các ngươi gặt nơi mình không làm, kẻ khác đã làm, còn các ngươi thì đã vào tiếp lấy công lao của họ. Có nhiều người Samari ở thành đó tin Ngài, vì cớ lời đàn bà đã làm chứng về Ngài mà rằng, Ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm. Vậy, các người Samari đã đến cùng Ngài, xin Ngài vào trọ nơi mình. Ngài bèn ở lại đó 2 ngày. Khi đã nghe lời Ngài rồi, người tin Ngài càng đông hơn nữa. Họ nói với người đàn bà rằng, ấy không còn phải vì điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu, vì chính chúng ta đã nghe Ngài và biết rằng chính Ngài thật là cứu Chúa của thế gian. Khỏi 2 ngày ấy, Đức Chúa Giêsu từ đó đi qua xứ Galilê, vì chính Ngài đã phán rằng một người tiên tri chẳng bao giờ được tôn kính trong quê hương mình. Khi đã đến xứ Galilê, Ngài được dân xứ ấy tiếp rước tử tế, bởi dân đó đã thấy mọi điều Ngài làm tại thành Jerusalem trong ngày lễ, vì họ cũng có đi dự lễ. Vậy Ngài lại đến thành Cana, trong xứ Galilê là nơi Ngài đã hóa nước thành rượu. Nguyên ở tại thành Capernaum có một quan thị vệ kia, con trai người mắc bệnh. Quan đó nghe Đức Chúa Giêsu đã từ xứ Giu-đê đến xứ Galilê, bèn tìm đến và xin Ngài xuống đặng chữa cho con mình gần chết. Đức Chúa Giêsu phán rằng, nếu các ngươi không thấy phép lạ và điềm lạ thì các ngươi chẳng tin. Quan thị vệ trả lời rằng, lạy Chúa, xin Chúa xuống trước khi con tôi chưa chết. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy đi, con của ngươi sống. Người đó tin lời Đức Chúa Giêsu đã phán cho mình, bèn đi. Người đang đi dọc đàn, các đầy tớ người đến đón mà rằng, con trai chủ sống. Người bèn hỏi họ con trai mình đã thấy khá nhằm giờ nào. Họ trả lời, bữa qua hồi giờ thứ 7 cơn rét lui khỏi. Người cha nhận biết rằng ấy là 9 giờ đó Đức Chúa Giêsu đã phán cùng mình rằng, con của ngươi sống, thì ngươi với cả nhà đều tin. Ấy là phép lạ thứ 2 mà Đức Chúa Giêsu đã làm khi Ngài từ xứ Giu-đê trở về xứ Galilê. Chương 5. Kế đó, có một ngày lễ của dân Giu-đa, Đức Chúa Giêsu lên thành Giê-ru-sa-lem. Số là, tại thành Giê-ru-sa-lem, gần cửa chiên, có một cái ao, tiếng Hebrew gọi là Bê-tết-đa. Xung quanh ao có 5 cái vòm cửa. Những kẻ đau ốm, mù quáng, tàn tật, bại sụi nằm tại đó rất đông, chờ khi nước động, vì một thiên sứ thỉnh thoảng giáng xuống trong ao làm cho nước động. Lúc nước đã động rồi, ai xuống ao trước hết bất kỳ mắc bệnh gì cũng được lành. Nơi đó có một người bị bệnh đã được 38 năm. Đức Chúa Giêsu thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày, thì phán, ngươi có muốn lành chăng? Người bệnh thưa rằng, lạy Chúa,
tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động. Lúc tôi đi đến thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi. Tức thì người ấy được lành, vác giường mình và đi. Và bây giờ là ngày Sa-bát. Các người Giu-đa bèn nói với kẻ được chữa lành rằng, nay là ngày Sa-bát, ngươi không phép mang giường mình đi. Người trả lời rằng, chính người đã chữa tôi được lành biểu tôi rằng hãy vác giường ngươi và đi. Họ hỏi rằng, người đã biểu ngươi hãy vác giường và đi là ai? Nhưng người đã được chữa lành không biết là ai, vì Đức Chúa Giê-xu đã lẫn trong đám đông tại chỗ đó. Sau lại, Đức Chúa Giê-xu gặp người đó trong đền thờ bèn phán rằng, kìa, ngươi đã lành rồi, đừng phạm tội nữa, e có sự gì càng xấu xa xảy đến cho ngươi chăng? Người đó đi nói với các người Giu-đa rằng ấy là Đức Chúa Giê-xu đã chữa lành cho mình. Nhưng đó, dân Giu-đa bắt bớ Đức Chúa Giê-xu vì cớ Ngài làm những sự ấy trong ngày Sa-bát. Nhưng Ngài phán cùng họ rằng, cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy. Bởi cớ đó, dân Giu-đa càng kiếm cách nữa để giết Ngài, chẳng những vì Ngài phạm ngày Sa-bát thôi, mà lại vì Ngài gọi Đức Chúa Trời là thân phụ mình, làm ra mình bằng Đức Chúa Trời. Vậy Đức Chúa Giê-xu cất tiếng phán cùng họ rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, con chẳng tự mình làm việc gì được, chỉ làm điều chi mà con thấy cha làm. Vì mọi điều cha làm, con cũng làm y như vậy. Cha yêu con và tỏ cho mọi điều cha làm. Cha sẽ tỏ cho con công việc lớn lao hơn những việc này nữa, để các ngươi lấy làm lạ lùng. Vả, cha khiến những kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thể nào, thì con cũng ban sự sống cho kẻ con muốn thể ấy. Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho con, đặng ai nấy đều tôn kính con cũng như tôn kính cha vậy. Ai không tôn kính con, ấy là không tôn kính cha, là đấng đã sai con đến. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Quả thật ta nói cùng các ngươi, giờ đến và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của con Đức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ được sống. Vì như cha có sự sống trong mình, thì cha cũng đã ban cho con có sự sống trong mình vậy. Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho con vì là con người. Chớ lấy điều đó làm lạ, vì giờ đến khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi. Ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán. Ta không thể tự mình làm nổi việc gì. Ta xét đoán theo điều ta nghe, và sự xét đoán ta là công bình, vì ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của đấng đã sai ta. Nếu ta tự mình làm chứng lấy, thì sự làm chứng ấy không đáng tin. Có người khác làm chứng cho ta, và ta biết rằng chứng người đó làm cho ta là đáng tin. Các ngươi có sai sứ đến cùng dân, thì người đã làm chứng cho lẽ thật. Còn ta, lời chứng mà ta nhận lấy chẳng phải bởi người ta, nhưng ta nói vậy đặng các ngươi được cứu. Dân là đuốc đã thắp và sáng, các ngươi bằng lòng vui tạm nơi ánh sáng của người. Nhưng ta có một chứng lớn hơn chứng của dân, vì các việc cha đã giao cho ta làm trọn, tức là các việc ta làm đó làm chứng cho ta rằng cha đã sai ta. Chính cha là đấng đã sai ta cũng làm chứng về ta. Các ngươi chưa hề nghe tiếng Ngài, chưa hề thấy mặt Ngài, và đạo Ngài không ở trong các ngươi, vì các ngươi không tin đấng mà Ngài đã sai đến. Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời. Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống. Ta chẳng cầu vinh hiển bởi người ta mà đến đâu, nhưng ta biết rằng các ngươi chẳng có sự yêu mến Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Ta đã nhân danh cha ta mà đến, các ngươi không nhận lấy ta. Nếu có kẻ khác lấy danh riêng mình mà đến thì các ngươi sẽ nhận lấy. Các ngươi vẫn chịu vinh hiển lẫn của nhau,
không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình Đức Chúa Trời đến, thì thế nào các ngươi tin được? Chớ ngờ rằng ấy là ta sẽ tố cáo các ngươi trước mặt Cha. Người sẽ tố cáo các ngươi là Môi-se, là người mà các ngươi đã trông cậy. Vì nếu các ngươi tin Môi-se cũng sẽ tin ta, bởi ấy là về ta mà người đã chép. Nhưng nếu các ngươi chẳng tin những lời người chép, các ngươi há lại tin lời ta sao? Thi Thiên 127. Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành thì người canh thức canh luống công. Uổng công thay cho các ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ và ăn bánh lao khổ. Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến bằng vậy. Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra, bông trái của tử cung là phần thưởng. Con trai sinh trong buổi đan thì, khác nào mũi tên nơi tay dõng sĩ. Phước cho người nào vắt nó đầy gùi mình. Người sẽ không hổ thẹn khi nói năng với kẻ thù nghịch mình tại cửa thành. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.